cả nhà. Hôm nay Liên đang đứng trước showroom cửa hàng Liên nè. Và Liên giới thiệu luôn cửa hàng Liên ha, ở đường DT741 hay là Nguyễn Văn Thành, khu phố Phúc Nghị, Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cửa hàng Liên thì sẽ có một bảng hiệu là xe máy nhập khẩu rất là bự ở đây nha cả nhà. Và nguyên con đường này thì chỉ có mỗi cửa hàng Liên ghi là xe máy nhập khẩu cực kỳ bự luôn nha. Nên là cả nhà nhớ là khi tới cửa hàng Liên mua xe thì mình nhớ gọi cho Liên là 0985 794 100 để Liên chỉ mình đến đúng cửa hàng Liên luôn nha. Và đừng đi nhầm cửa hàng nha cả nhà. Rồi ở đây thì trước cửa hàng này thì Liên trưng là dòng xe S150 nè, S155 và Honda Winner V3. Thì Liên sẽ lần lượt đi cho cả nhà tham khảo về xe và báo giá cho mình ha. Liên có em S150 phiên bản màu trắng đỏ này. Cái màu này là bên Liên là phiên bản 2022 nha cả nhà. Nhưng mà nhiều anh chị em mình cứ hỏi Liên là thích phiên bản 2019. Tuy nhiên là đây 2022, những cái màu này của 2019 cũng có luôn nha cả nhà. Tức là màu chính là cũng màu như vậy luôn nè. Nên anh chị em nào mình thích cái màu của 2019 á, thì bên Liên có sẵn ở đây nha cả nhà. Mà phiên bản là 2022 ha. Đó, màu trắng đỏ này, rồi màu xám cam này. Màu này bên Liên đang bán có giá là 41.500.000 ha. Tới cửa hàng mua xe mà có liên hệ với Liên trước sẽ được giảm giá trực tiếp vào giá xe từ 1 đến 2 triệu đồng luôn nhé. Rồi, tiếp theo nữa là phiên bản Exciter 155 nè. Đó, Liên có được đủ phiên bản là khóa chìa và khóa thông minh luôn nhé. Khóa chìa này em Liên có phiên bản màu vàng nè, màu vàng đen. Và bên cạnh đây là phiên bản khóa thông minh luôn nè. Hai em này thì nhìn thấy là y chóc nhau luôn nha cả nhà. Khác là cái chìa khóa thôi nhá. Rồi, đây là phiên bản giới hạn này cả nhà. Đó, giới hạn là phía trước này nó sẽ có một viền tem màu vàng gold này cả nhà, để mình phân biệt với phiên bản ABS ha. Rồi, có màu xanh quân đội nữa nè. Và S155 thì giá hiện tại dao động là từ 41 triệu cho đến là 43 triệu 500 tùy màu ha. Rồi, đây nữa là phiên bản giới hạn của S150 nè. Màu này thì bên Liên đang bán có giá là 42 triệu 500 nhé, và giới hạn ha. Đó. Rồi, đến tiếp theo là đến Honda Winner V3. Liên có hai em màu trắng và màu đỏ của phiên bản CBS nha cả nhà. Đó, phiên bản CBS. Còn đây là Liên để một vài màu zin ở đây thôi. Còn bên kho cửa hàng Liên thì có rất là nhiều màu zin luôn, đầy đủ tất cả các màu, cũng như là màu sơn bên Liên có độ lên rất là nhiều luôn. Thì mình muốn tham khảo xe, cần Liên tư vấn thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho Liên là 0985 794 100, thì Liên sẽ gửi hình xe và tư vấn cụ thể cho mình. Có dòng xe S và Winner đi trước giúp Liên từ 4-5 triệu giúp Liên nhé. Và mình có thể sở hữu xe được rồi. Điều kiện là đủ 18 tuổi trở lên và không bị đóng trễ nợ xấu nhé cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà nhé. Bye.